បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានតាកូម៉ាស្រីឆ្នាំកែ5បាទពណ៌សម្បកអលឹកបាទទៅម្ដងថ្មីៗក្តៅៗទៀតហើយបាទទៅតែនឹងម្ដងឃ្លាំងខ្ញុំបាទតបាទហើយដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាតលេខភ្នំកំពង់ចាម ปีอาโซนพรำห้าปีปับไม้ปนปับปอสมบอเล็กบาดจะกิ่งทมบาดจมวยนึงประเภทสมบอกับให้จมวยนึงมาเส้นมาสุดบาดกาปลาปลาจมวยนึงมาเส้นมาสุดบาดจมวยนึงลานในเมียนไอกระซากรุบอัดเมียนบกปะอัดเมียนปกอัดเมียนเจ๊อัดเมียนกัดต่อสเงาดูปัวบาดจมวยนึงตักน้ำคือเนื้อสะอาดมวยจุ่มบาดลานนี่คือปลาปลาจมวยนึงประเภทพอบเล็กออโต้กับปิตาบาดปองปีบาดให้ตักน้ำคือเนื้อสะอาดแต่มรองมาประมาณปนบาดจมวยนึงการเล่นเนื้อเชิงบาดจมวยนึงประเภทลานมวยกับกะลาตรงแหวนมาประมาณ
mình tên nắp mọi phôn ba là này cứ sản phẩm máy bằng phôn dọc tới bạc cô và chi vật cam khăn cả đặc trôn và cứ miền phía nghề xua hai bị xe nó cứ chia bập hết lan để prapra chỉ mùi nâng cầm lang mà xem mà sốt ba chẳng nghề xua trong cả prapra phá thai chia bập hết lan để xì sang tích tại mình đâu ba ở miền bị bạc trong cả tiếp chom tập tài chơi bạc chỉ mùi nâng lan một cái này cứ bọc máy bằng phôn bạc dọc tới prapra tại mình đâu bạc chỉ mùi nâng lên cặp ta nơi đầm nà cá bạc chỉ mùi nâng sờ bọ bạc viện sờ bọ nơi tung học tập tại chợ sập bị rối bạc chỉ mùi nâng sờ bọ ba đây chấm muối nâng dán ba thay rừng mòm ba hai chấm muối nâng tập thắm cứ nơi phơi rồi luôn để mà đo ba chấm muối nâng lan một cái này ba chân chia bọc mai bằng phôn ông phu minh đại công phun tại sài gòn rồi có chọn ban và phê lan một rốt ba do tập ra ra chia là cái nè krusa ba thùng cá đặt chôn ở ván nơi rồi có thùng đánh to khuôn ba mà đo hơi ba thay mình tén sạt mình tén ba đây chấm muối nâng lan để miệng ai cái sa cướp ba tập thắm sạch đại khứng nóng bốn phơi khứng chuối cứ nơi o tầng o để mà đo ba bà chắc cho mát với cả bằng hai bên này càng lỏng sấn chun bọc mai bằng phôn một tháng tiệt bà ba bọc mai bằng phôn ôm phu mi mang khơi hai ba chấm muối nông bọc sơn này cứ nó sát ba mình toàn miên khôi khát lấy sợi tế ba chấm muối nông cuối ba cầm lăng phơi khăng ba chấm muối nông cuối cầm lăng phơi khăng ba chấm muối nông snob ba snob này cứ sản phẩm sọp pe bọc mai bằng phôn và prapra ba hột đỏ ở preng ba cứ ăn chui sọp ở preng lăng mà vĩnh dương cứ bị chay nghi sôi tại mình đâu ba snob ấy cứ nó thui ba đây chấm muối nông mặt sơn ăn miên sai một phen chia phen chơi ba nó sát tại mình đâu ba chấm muối nông mặt sơn ăn miên sai ăn miên chia phen chơi ba chấm muối nó sạch đai nó sát ba ăn miên bốc ăn miên chay tê ba mai phôi nhé ba nó em tầm đó ba chấm muối nó bọc bón phơi khứng chua đấy cứ nơi tầm nái cà lo ba ăn toàn miên khôi khá từ cổ sợi sọ chấm muối nhà tê nè bọc mai phôi nhé ba mà trên cơ mặt với cả bằng hai phải khang khăn ông một tháng tiết ba chấm muối nó phải khang khăn ông có đôi kia ba chấm muối nó sạch tròn chén ba bọc phết lan pua auto cặp chân thì cứ prapra chấm muối nâng bê tông chọi bê chia cả chọ bạc mai phôi nhé ba cứ bê tông chọi bê chia cả chọ ba này chấm muối nâng sạch đai cứng cho phanh chiang hàng khănong cứ nơi mà làm mồm xong rồi bạc nông cà prapra ba này chấm muối nâng hàng khănong tập lô vinh bạc mai phôi ba nơi sa tế ba cứng cho cửa toàn miền bắc bay khôi cà tê ba hay xong cho cốt cứ đòi xin màu tại mà đó ba này chấm muối nâng sạch tròn chiang thuyết ba phanh này hàng sáu ba chấm muối nâng xong puk ba sống phục ấy cứ bấm bẹt thay mây ba rồi rồi chỉ sai ba chúng mình nó sống phục thay mây ba admin khôi cát đi gọi sợi sợi đấy ba thằng mày phôn phản là thay mình tên sản mình tên ba này bên này cái lá cấp trong khói này mà cứ nó sao được kia ba admin khôi cát sợi sợi đấy ba này chúng mình nó có lọc lấy sạch đây ba chỉ bật hết lan trung về anh mặc mày phôn này giống mới cứ ai đặt tùm lính man chơi bật lan cứ chúng mình nó cắt đặt được chúng mình nó ca rip chom tập tại những cứ rủi ro chỉ sạch bà chẳng bọc mai bằng phôn miền ở van đi có xong bờ đấy bờ có tầm nênh của to khuôn ấy cứ nghe sôi nồng cá prapra thành mà đó và nghe sôi nồng cá đặc trưng chốn bà hai bị sạch mùi nồng lan mà cặp cả là cứ trông về anh mặc phôn bà chắc trong ba thôi cả bằng hai cái này bát cấm bà cho mùi nồng bát cấm mặc mai phôn bát khơi nó mấy bà nó sạch bà mình toàn miền bọc miền trời rủi ro chỉ cột sơn mới thế bà sạch đại cứ nó sạch thành mà đó và ở toàn miền bắc miền trung hay thế và sạch đáy nước sát và cho sản phẩm bắc mai bằng phôn ôm phu minh đang cùng xoay rộp và bật hết làn bạc ta có má sri chân nam
Sky 5 បាទចង់បានប្រភេទឡានស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាទប្រមាណពូនបាទដល់ថ្មីហើយបាទស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទ ទនីជូនឡានថ្មីទនីជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាទដំណើរការល្អបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺនៅ M តែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺនៅ M បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោរដូរពណ៌បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទនីយកទៅប្រើបាទយកទៅប្រើប្រាស់ត
ចុចសញ្ញាក្នុងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុកហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។